một cách giúp các bạn chạy nhanh hơn mà bạn chưa biết. Bình thường các bạn chạy như này đúng không? Chậm như rùa. Thay vào đó các bạn hãy thử nhón chân lên rồi chạy bằng cái ức bàn chân thôi. Không đổ người ra sau mà chồm người về phía trước. Không chạy bước rộng chỉ chạy bước nhỏ. Mọi người ngoài kia đa phần chạy như thế này nè. Các bạn Yến đáp công thức vô thì chạy nhanh hơn cả máy bay luôn đúng không? Quá rõ ràng rồi. Nhưng mình vẫn tặng thêm cho các bạn Yến một cái cách giúp các bạn chạy nhanh hơn. Đó chính là chọc chó. Let's get it. Ôi mày nói gì đó đi, thằng vô văn quán. Xin chào các bạn, mình là Ấy Phí nè. Một kiểu nhảy dây giảm mỡ mà dân Taekwondo không muốn cho bạn biết. Let's get it. Nếu như bạn nào vào thi đấu mới có hiệp 2 thôi mà cái đùi nó mỏi ơi là mỏi, thì cái việc các bạn vừa nhảy dây vừa co một chân giữ hai nhịp như thế này á, nó sẽ làm cho bạn không còn mỏi ở hiệp thứ hai nữa, mà các bạn sẽ... Hello, anh Yến ơi, đi ăn chân gà sa tắc không? Đang hướng dẫn nhảy dây giảm mỡ ông nội ơi. Vậy thôi tụi em đi ăn, mình không có ăn nha. Ok nha. Ông nội ông gọi anh cái định nói gì với các bạn quên mất tiêu luôn rồi. Mà thôi nãy giờ quay clip cho các bạn nó đốt calo bằng một buổi tập của mình luôn rồi. Nên là mình kiếm gì để ăn cái nha. Đang giảm cân ăn gì ta? Sao trong đầu nó cứ chân gà sa tắc hoài vậy? Chân gà sa tắc. Chân gà sa tắc. Thôi không ổn mà thèm quá. Nhưng mà thôi mình phải làm tấm gương cho các bạn Yến. Mua bánh AFC dinh dưỡng của Kendo ăn cho đỡ thèm. Tính ra là mình giảm được 4kg trong vòng 3 tháng nay rồi. Ăn uống thâm hụt calo cũng quá trời quá đất. Ước gì cái bánh AFC này có cái vị chân gà sa tắc thì đỡ thèm biết mấy ha. Ê quên, AFC đang có chương trình sáng tạo cho vị bánh mới sẽ được ra mắt vào năm tới luôn. Muốn vị nào có vị đó. Bây giờ mình lấy điện thoại quẹt có filter rồi, mình lấy filter này chụp hình với vị mình muốn. Vị chân gà sa tắc. Chân gà sa tắc đâu ta? Chị gì ơi, cho chụp cái ăn miếng à, cảm ơn nha. Sau khi chụp xong rồi thì các bạn đăng lên trang cá nhân rồi hashtag AFC vị chất bạn tạo, sau đó gửi thông tin tới trang AFC Việt Nam nha. Ngày 21 tháng 10 là hết hạn rồi đó. Và xin chào các bạn, mình là Ấn Phoenix. Các bạn ơi, mình mới vừa biết được một cái kiểu nhảy dây siêu đỉnh. Cái skill này mình sẽ tạm gọi nó là lăn ba chi bộ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập cái cấp mầm non nhất của cái động tác này nha các bạn. Rồi trong clip là ảnh chạy đúng không, thì trong đây mình sẽ đi bộ, mình đi một chân trước, mình đi một chân trước, mình sẽ từ từ unlock cái skill này nha các bạn. Đó, mình di chuyển tới đường nè, thành công rồi. Giờ sẽ thử chạy hai chân thử. Ê, chưa được. lại. Ê, nó cũng được nha, nước bước được 3 bước. Sao tôi nhảy nó cứ kỳ vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ làm chậm nha, làm chậm não mình nó mới quen được. Nó vẫn kỳ vậy, để tôi làm lại. Ok, bây giờ thử nhảy chậm nha. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7. Ê, vậy thì được nha. Yeah. Rồi bây giờ thử tăng tốc độ lên. 1 2 3 4 5. Ôi cứu tôi. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Mình làm được các bạn, mình lên lớp 1 rồi. Bây giờ mình sẽ cái bánh của mình là gì. Các bạn bước được một chân rồi, các bạn chậm thêm cái nữa, rồi mình muốn bước qua. Nè, con học sinh lớp 1 nè. 1 2. Ôi lộn. Lũ học sinh lớp 1 làm bài lại nè. Nè con này nha. 1 1 2 2 3 3. Đó, trời ơi, mình thấy cái kiểu này nó còn xịn, mà nó còn đỉnh hơn cái kiểu của anh gần duy nhất luôn á các bạn. Rồi bây giờ mình thử không nhịp luôn nè. Đáp lăng ba di bộ vô. We did it. Nó bị tay rồi, cậu cảm thấy mệt mỏi lắm hả? Hẹn bạn lúc sau và xin chào các bạn, mình là Ấn Phoenix. Bạn muốn làm điều mình thích nhưng lại sợ người ta xem thường và nói xấu bạn. Nhưng bạn không biết được rằng họ đang chút cơn giận, sự tự ti và cả cái sự vô dụng của họ lên bạn. Họ sợ bạn nỗ lực và vượt qua họ. Họ có ước mơ nhưng họ không có đủ quyết tâm để thực hiện nó như bạn. Lướt web, xem phim, chơi game, xem xẻ, tất cả những thế này đè bẹp họ xuống dưới đất. Còn bạn thì biết rõ cuộc đời quá ngắn để sống theo ý của người khác. Đứng lên đi, just do it. Và xin chào các bạn, mình là Ấn Phoenix. Ok, nếu mà nó muốn giảm cân cấp tốc như vậy rồi thì hãy làm một tí nhảy dây double under với anh nha. Let's get it. Bình thường em nhảy thấp như vậy đúng không? Giờ nhảy chậm lại nhưng bật cao lên cho anh. Nhảy dây bật cao về tầm 10 cái cho nó quen. Rồi, bước 2, sau khi mình bật cao mà nhảy chậm rồi đúng không? Lâu lâu em quơ dây nhanh cho anh. Đó, người bình thường là người ta sẽ quơ được 1.5 vòng, còn mà giỏi là quơ được 2 vòng luôn. Đó, quá ok luôn. Giờ bước cuối em chỉ cần xen kẽ nhảy thấp đều. Lâu lâu nhảy cao lên xíu, rồi lâu lâu chèn một cái double vào. Tầm 3 tháng là mượt như sinh siêu. Rồi đâu nhảy thử cho anh coi. Công nhận nhảy double under xong để thôi cái mặt thiệt của anh Yến. Sao vậy, mình luyện skill như vậy á là bởi vì á em coi nè, nó đếm calo cho mình hết trơn thời gian này kia này. Cô tiêu rồi cho em xin lỗi, để anh lau cho. Không sao, để anh lau cho. Cái này anh lặn biển 50m được mà. Hồi nãy anh nói á, luyện skill nhảy dây á nó sẽ giúp cho em đốt calo nhiều hơn. Đó, em coi nè. Mẹ gọi đợi xíu nha. Dạ nghe nè mẹ. Bữa mẹ thấy con mua cái đồng hồ gì mà có 100 chế độ tập luyện khác nhau đó, con mua ở đâu vậy? Đồng hồ của con là con mua ở bên Seven Nest mà.
Ủa nhà mình một đống hộp để Sivanet ở nhà đó mà. Ok, để mình mua thêm 2 cái. Dạ rồi, ok mẹ nha. Nhớ theo dõi lượng calo để mà giảm cân hiệu quả nha Nguyên. Mình xin chào các bạn, mình là Ấn Fitness. Đồng hồ mình có để dưới cùng mình nha. Sau 1 tháng nhảy dây, tôi đã giảm được 5kg. Còn cơ bắp thì sắc nét hơn, tự tin diện áo 2 dây, ú lộn, diện áo 3 lỗ nam tính hơn. Còn dây điện thì hồi trước không có cộng nào, giờ có 2 cộng, gái cứ sợ tay tôi miết, ngại ghê. Dây tôi đang xài là loại dây truyền thống chỉ có 50 cành, bên trong có khoảng trống để tạ và quay cực kỳ đầm tay luôn. Một tính năng cực kỳ hay đó là reset dây. Dây đang bị rối nùi, chỉ cần đạp một cái là nó thẳng như cái giới tính của đứa A cộng số 1 của bạn vậy đó. Và xin cảm ơn hơn 90.000 lượt bình chọn cho mình. Sắp được 100.000 rồi, các bạn tiếp tục bình chọn cho mình nhé. Và xin chào các bạn, mình là Fitness. Các bạn hiểu cái cảm giác mình chạy mà bị lật mất cá chân nó kinh khủng như thế nào không? Để mình kể các bạn nghe. Các bạn còn nhớ cái đợt mình chạy giải 10km đợt trước không? Cái đợt đó lúc gần về đích á, mình thật sự rất là đuối. Cái chân mình nó đúng kiểu chạy loạn trạng như này luôn nè mọi người. Lúc đó chỉ cần một cục đá mini thôi là mình lật mất cái chân lăn đùng ra đó rồi đó. Và mình mới vừa học được một cách giúp mình chạy mà không bị lật mất cái chân nè các bạn. Chạy vô tư hơn. Đó chính là mình sẽ quăng cái miếng vải này vào chứ không phải quăng mình lộn. Trời ơi, giờ chạy giải xong mới biết quý vị ơi. Quay quá hay ơi. Đi chỗ khác chơi. Thì thiệt sự là dạo gần đây á, mình mới biết là bộ môn chạy bộ nó rất là thú vị luôn á mọi người. Hồi trước á, mình ám ảnh lắm, tại mình toàn chạy đến mức gặp chị Huệ không à. Huệ đó. Nhưng mà lần này quay trở lại thì mình có kinh nghiệm hơn rồi. Nhờ 3 năm mình lướt ở trên Lonon TikTok đó. Và xin chào các bạn, mình là Ấn Fitness. Tiếp, giảm cân của người thành công mà bạn chưa biết. Ủa, vậy sao người ta nói là giải sắp thành công vậy Ấn? Đó là bởi vì mình đang làm việc trong lúc tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say đó chị. Thì trong tiềm thức cái bản thân của mình nó tự khen mình mà mình không biết đó chị. Wow, nếu vậy những người cảm thấy mình vô dụng là bởi vì họ ngủ nướng trong lúc tất cả những người khác đang làm việc hăng say hả? Đúng rồi, với lại khi mà khó chịu ngủ á là cơ thể của chị nó đang âm thầm đốt mỡ cho chị. Rồi sáng chị dậy chung với em là cơ thể của chị nó đang vận dụng cái đà đốt mỡ tối qua của chị luôn. Đây là một cái tip và đốt mỡ khô đấy đẹp của anh Mạnh sẽ là 7 đó chị. Trời hay quá Yến, mà chạy nãy giờ chị khát nước quá à. Gì hả, chị mần miếng nước đi chị. Nhưng mà đúng là uống để khác gì cho á. Bây giờ vậy là do chị thiếu đường rồi chứ không thiếu nước đâu. Cửa hàng tiện lợi ở đây xa quá. May là em có mang theo cái box green 5 ozone này cho chị uống. Cái này thì mình để vô nó không có để lại bán chị. Hiểu. Hiểu. Trời, để khác gì em. Ê, nhưng mà cái này vừa túi chị nè. Cho chị thôi, nhà em còn nhiều. Thôi chạy tiếp. Mà hồi trước em ghét chạy bộ lắm chị. Tại vì hồi trước em chạy toàn cắm đầu chạy đến gặp chị Huệ của mình. Thì bây giờ sau khi mình chạy xong cái giải mà 10km em nhận huy chương vàng xong thì em mới biết là mình không cần phải chạy lẹ. Mình chỉ cần chạy chiêu chiêu mà vẫn về tới đích là được rồi. Mà cái việc mình chạy chiêu chiêu mình còn có thể suy nghĩ, mình nói chuyện với nhau. Đó là lý do vì sao anh Flot, anh Nguyễn Hữu Chí, những người thành công họ đều rất thích chạy bộ chị. Đó là vì mình có thể bắt đầu dòng chảy của suy nghĩ. Mình ra rất nhiều idea content hay. Mà cái quan trọng là chạy chậm thì có thể sẽ thiên về đốt mỡ, còn chạy nhanh thì có thể sẽ thiên về đốt đường, đúng không thầy? Đúng rồi, và xin chào các bạn, mình là Ấn Fitness.